Thưa quý vị, trong không khí hân hoan chào mừng cách mạng tháng 8 thành công và kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, sáng nay, ngày 30 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ trao quy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 2024. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chủ trì buổi lễ. Cùng dự lễ có đồng chí Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại tá Thạch Thành Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo các ban ngành cơ quan. Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã trao quy hiệu Đảng cho 14 đảng viên, trong đó trao quy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho một đảng viên, trao quy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên, trao quy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên, trao quy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên. Đợt 2 tháng 9 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tặng và truy tặng quy hiệu Đảng cho 415 đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh, từ 30 năm tuổi Đảng đến 80 năm tuổi Đảng. Các đảng viên được nhận quy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng và khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững, phát huy phẩm chất cao đẹp của người đảng viên, tiên phong, gương mẫu, chung sức xây dựng quê hương đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chúc mừng và trân trọng cảm ơn những cống hiến, đóng góp của các đồng chí góp phần vào lịch sử 94 năm vẻ vang của Đảng ta, vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh: là mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng và cho đến hôm nay thì các thế hệ và đặc biệt các đồng chí có mặt ở đây đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được trao tặng quy hiệu của Đảng, và đó được coi là phần thưởng cao quý, là sự đánh giá ghi nhận nghiêm túc về công lao và quá trình cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, cũng là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân của tỉnh An Giang chúng ta. Mong rằng các đồng chí phát huy cái bản lĩnh chính trị của mình, tiếp tục cống hiến, tiếp tục phấn đấu và tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong muốn thời gian tới các đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tiếp tục là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo, tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể và các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu, ngày càng văn minh, giàu đẹp. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh thường xuyên rà soát, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt đời sống của các gia đình chính sách, người có công, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hôm qua, sáng và chiều nay, Ban Thường vụ các huyện, thị ủy trong tỉnh An Giang cũng tổ chức lễ trao tặng quy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước dự lễ tại Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương tham dự lễ tại huyện Thoại Sơn. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hùng tham dự lễ tại huyện Tri Tôn. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng tham dự lễ tại huyện Châu Phú. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang đã trao quy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên và quy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi đảng bộ trực thuộc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc mừng và bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên được nhận quy hiệu Đảng, đồng thời mong muốn rằng các đảng viên được nhận quy hiệu Đảng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp về sự phát triển chung của đảng bộ khối, của tỉnh, làm lan tỏa niềm tin, lý tưởng của mình đến cán bộ, đảng viên trẻ, tiếp tục giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn đã trao quy hiệu 65, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng cho 31 đảng viên thuộc đảng bộ. Trong đó, một đảng viên nhận quy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đảng viên nhận quy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận quy hiệu 45 năm tuổi Đảng,
3 đảng viên nhận quy hiệu 40 năm tuổi đảng và 16 đảng viên nhận quy hiệu 30 năm tuổi đảng. Việc trao quy hiệu đảng cho các đảng viên chính là sự trân quý, vinh danh của đảng đối với các đảng viên trung kiên. Các đồng chí là tấm gương sáng cho sự hy sinh, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của đảng qua các thời kỳ, từ kháng chiến bảo vệ tổ quốc đến xây dựng quê hương đất nước, hội nhập, phát triển. Đợt trao quy hiệu đảng dịp 2 tháng 9 năm 2024, đảng bộ Quyền Tri Tôn có 16 đảng viên được nhận quy hiệu, trong đó có một đảng viên nhận quy hiệu 50 năm tuổi đảng, hai đảng viên nhận quy hiệu 45 năm tuổi đảng, một đảng viên nhận quy hiệu 40 năm tuổi đảng và 12 đảng viên nhận quy hiệu 30 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Tiết Hùng chúc mừng các đồng chí cao niên tuổi đảng vinh dự được nhận quy hiệu cao quý của đảng. Qua đó, mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững, phát huy bản lĩnh chính trị, tham gia hiệu quả công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các phong trào tại địa phương, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đợt 2 tháng 9 năm 2024, đảng bộ huyện Châu Phú có 38 đảng viên được nhận quy hiệu đảng, trong đó có một đảng viên nhận quy hiệu 55 năm tuổi đảng, hai đảng viên nhận quy hiệu 50 năm tuổi đảng, một đảng viên nhận quy hiệu 45 năm tuổi đảng, 11 đảng viên nhận quy hiệu 40 năm tuổi đảng, 22 đảng viên nhận quy hiệu 30 năm tuổi đảng và truy tặng một đảng viên quy hiệu 30 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí được nhận quy hiệu đảng đợt này, đồng thời khẳng định việc trao tặng quy hiệu đảng chính là dịp để huyện tôn vinh những giá trị và đóng góp của các đồng chí cao niên tuổi đảng trong quá trình tham gia cách mạng, xây dựng đất nước nói chung và quê hương Châu Phú nói riêng. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí được trao tặng quy hiệu đảng và các đảng viên trong toàn đảng bộ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần gương mẫu, cùng bề dày kinh nghiệm của mình đóng góp cho công tác xây dựng đảng, chính quyền địa phương, là tấm gương, là người truyền lửa cho thế hệ trẻ noi theo. Sáng nay, Ban Thường vụ Quyền ủy An Phú tổ chức lễ trao tặng quy hiệu đảng cho các đảng viên cao niên tuổi đảng, trong đó trao quy hiệu 50 năm tuổi đảng cho một đảng viên, quy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 5 đảng viên, quy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 8 đảng viên, quy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 12 đảng viên và truy tặng quy hiệu 50 năm tuổi đảng cho một đảng viên. Dịp này, huyện An Phú có 1 tập thể, 10 cá nhân được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, 4 tập thể, 39 cá nhân được Ban Thường vụ Quyền ủy tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền từ năm 2019 đến năm 2023. Tại Đảng bộ thị xã Tân Châu, Ban Thường vụ Thị ủy đã trao quy hiệu đảng cho 40 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi đảng bộ trực thuộc thị ủy. Trong đó, hai đảng viên nhận quy hiệu 55 năm tuổi đảng, 4 đảng viên nhận quy hiệu 50 năm tuổi đảng, 5 đảng viên nhận quy hiệu 45 năm tuổi đảng, 5 đảng viên nhận quy hiệu 40 năm tuổi đảng và 24 đảng viên nhận quy hiệu 30 năm tuổi đảng. Thưa ủy quyền của Ban Thường vụ Quyền ủy Phú Tân, sáng nay, Đảng ủy thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân tổ chức lễ trao quy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 cho 5 đảng viên cao niên tuổi đảng trên địa bàn thị trấn. Trong đó, một đảng viên nhận quy hiệu 60 năm tuổi đảng, hai đảng viên nhận quy hiệu 45 năm tuổi đảng và hai đảng viên nhận quy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đây là những đảng viên có quá trình phấn đấu cống hiến về sự nghiệp vinh quang của đảng và sự nghiệp phát triển của địa phương. Đợt 2 tháng 9 năm 2024, Đảng bộ huyện Phú Tân có 16 đảng viên được trao tặng quy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi đảng. Sáng nay, tại xã Nhân Hội, huyện An Phú, thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, An Giang tổ chức bàn giao máy ấm biên cương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và tặng học bổng tiếp bước đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học giỏi. Theo đó, hai máy ấm biên cương bàn giao cho chị Trần Thị Lan và chị Huỳnh Thị Đến, ngụ ấp Bắc Đai, xã Nhân Hội, có diện tích 40m², kết cấu nhà sàn khung gỗ, vách mái lợp tôn, kinh phí xây dựng mỗi căn khoảng 60 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Sóc Trăng cũng tổ chức trao 75 suất học bổng cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa có học giỏi của xã Nhân Hội, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Trao 2 mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi mô hình trị giá 5 triệu đồng.
Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ 35 suất học bổng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hậu Giang hỗ trợ 20 suất, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang hỗ trợ 10 suất và hai mô hình sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang hỗ trợ 10 suất học bổng.